một cô lớn tuổi cũng chuẩn bị vào bên trong đó cả nhà. Chào cô. Yeah. Vào bên trong để mua đồ cho chị Loan cả nhà. Đứng né qua để cho khán giả vô mua đồ đi bạn. Mình đứng một bên thôi bạn. Đứng một bên thôi. Ép bớt vô để cho khán giả vô mua đồ nha. Khán giả thấy người ta không có mua rồi. Sắc xác vô nha anh em. Để cho khán giả vô để mua đồ dễ dàng cho cô chú anh chị. Đôi khi mình tụ đông quá khán giả người ta thấy sợ, khán giả người ta không mua đồ, không có dám vô cả nhà. Cho nên mình muốn quay là mình đứng qua bên cả nhà để chiều một lối đi nữa chú anh chị. Tiền chạy phía trong là chị Hồng Loan đang ở phía trong chú anh chị. Chị Hồng Loan cũng chia sẻ một chút nãy chú Long ra là mua một đơn hàng bất cứ ăn vặt đồ nào cũng trên 2 triệu là sẽ được một hưởng một cái tấm lịch và policy nghe cô chú anh chị. Từ ngày tích tay bắt đầu ngày 20 tháng 12 là hết tháng, gần hết tháng của chú anh chị đã có thưởng tới đó mới hết nghe cả nhà. Chị Loan đang tiếp cô ha. Đơn hàng trên 2 triệu nghe cô chú anh chị. Đồ này xinh đấy, xanh tươi. Chị Hồng Loan màu xanh lạnh nha quý cô chú anh chị. Trên cổ thì có đeo một cái cọng dây chuyền. Dạ. Có con qua YouTube đăng lên trên kênh YouTube. Dạ. Chị Hồng Loan có cái hình Lucky nha quý cô chú anh chị. Lucky là một người bạn rất là trung thành với lại cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Mỗi ngày 10 tháng 12 cũng có lên trên mộ đội viếng mắt năm. Thì trong bao nhiêu tháng qua người chủ mình cũng đã di quan từ trên mộ đất phi thân tập được chữ. Thì hàng ngày đều nằm ở dưới bàn thờ của bác năm nhau với cô chú anh chị. Cô ra chính quyền nhớ về bác năm thì không có lời vật nào khôn hơn lời nước phi cả đó. Thì cái ngày đó thì nước phi cũng có lên trên mộ đội viếng bác năm. Cái tình thương yêu của nước phi đối với bác năm là mua bò bến nhau với cô chú anh chị. Dù là đi đâu 10 năm hay 20 năm thì lúc kia vẫn nhớ về người chủ của mình. Đó là cái tinh thần mà của những chú chó lúc kia rất là yêu quý chủ, lại với đời chủ như Hồng Loan cũng biết như vậy. Và bằng năm cũng có mua một cái miếng tẩm thạch có hình lúc kia để sợ trong tủ. Thì bây giờ Hồng Loan có lấy ra để đeo để tưởng nhớ tới bằng năm đã mua những cái món kỹ vật sinh thời bằng năm yêu quý để lại ha cả nhà. Có đeo ở trên cổ của mình. Đó là rất là buồn. Rất là hư lucky. Lucky bây giờ ta già rồi, chúng ta quý vị đi đứng cũng bất tiện, cũng khó khăn. Cho nên là chỉ ở trong nhà có đi lâu rồi. Lucky rất là khôn. Khi có khách hàng tới hay là những anh em tới đây để hỗ trợ giờ Loan chia sẻ thì rất trung dụng nghiêm để cho những anh em tắt được ở đây và khách hàng vô mua hàng cho quý vị thú. Đó là một cái Lucky có rất là hùng lăng. Cái Lucky mà do được về già yếu sức khỏe thì cũng trải vô những nơi rồi nhau với cô chú anh chị. Hiện tại cũng có một khách hàng lớn và một khách hàng từ YouTuber đơn hàng cũng đã tới shop gần lo ngay đặt hàng. Bây giờ cũng có một cô ở shop 21 ở đây để đặt hàng. Trong cái một năm bảo này
đó cô chú anh chị, thì chị luôn cũng tiết lộ bật mí những cái mặt hàng mua đồ ăn vặt mua yến cô chú chị mà giá đơn giá là trên 2 triệu. Cô chú anh chị sẽ thưởng được một tấm lịch và một cuốn lịch nha cả nhà, và có một kèm theo đó là một bao lì xì nha cô chú. Cô chú anh chị gần xa yêu mến chị Hồng Loan thì đến mua đồ ủng hộ chị Loan, các mặt hàng như là mít sấy nha cả nhà, mít sấy và đồ ăn vặt là rong biển kẹp hạt nè, điều hạt điều, mẹ đăng mẹ trắng, rong biển kẹp hạt và như chùm ruột, kho bò, kho gà lá chanh của chú anh chị. Thì chú xe grab cũng chở lấy những thùng mà đồ ăn vặt vừa trong đĩa giao hàng cho chị Hồng Đoan cả nhà. Anh Hoa cũng mở cửa ra để giao cho khách. Nếu mà chú này rất là dễ thương, chú do 4 thùng hàng cả nhà. Vừa to tương ngày hôm nay. Em sáng nào em cũng đứng đây thì cập nhật phía trong để cho cô chú chị xem tình hình chị Hồng Loan mua bán hàng như thế nào nha cả nhà. Cô chú anh chị mình tranh thủ nhanh tay để mình mua hàng để ăn Tết, mua đặc biệt là yến nha cả nhà. Khoa này mở cửa ra phía trước nè, bưng mấy thùng đồ ăn vặt vào, mít sấy cả nhà ơi, đâu em thấy có chữ mít sấy của chú chị, chắc hôm nay là chị Loan sẽ xuất hàng đi của chú chị, cũng rất nhiều hàng đáng thùng, của chú chị thấy không, những cái thùng đi nè, đó, đáng thùng cái bạch màu vàng vàng là mấy thùng chuẩn bị di chuyển đi nè cả nhà, cả nhà yêu quý chị Hồng Loan. Đến mua hàng thì cũng như yêu quý Tiên Bơ Miền, ủng hộ Tiên Miền đăng ký kênh cho Tiên Bơ Miền còn ngày được phát triển, Bơ Miền cũng có thêm cái động lực để ra những video tình hình chị Hồng Loan bán hàng phía trước cho cô chú chị xem được biết cả nhà. Thôi em kết thúc video ngân hàng của chú anh chị và các bạn video sau nha.